Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Yêu lo kèn Antech Vintage. Hôm nay tôi có cái cặp thùng Antech Valencia để giới thiệu đến các bạn. Đây là thùng không không có ruột các bạn nhé. Bọn cặp này thì các bạn biết rồi là cấu hình của Antech 416Z củ 806A kèn 811 B là phân tần L800F. Nhưng cặp này là ngày xưa tôi có bán cho anh bạn. Thì vì anh ấy rất yêu cái chất âm của cái chất giọng của Valencia này thì anh ấy mới giữ lại nguyên bộ cấu hình này và anh lên cái thùng A7. Tôi đưa cho anh ấy cái thùng A7. Đấy. Thế và cũng vài lần nhã ý là không dùng đến thì anh bán lại, như hồi đó nhà anh thì rộng thì anh ấy cất đi, để anh bảo là khi nào có điều kiện thì anh lại ráp lại để anh chơi theo hai phong cách, một là phong cách A7 và một phong cách Valencia. Đấy, thế nhưng mà gần đây nhà anh có sự thay đổi là nhà anh có bán nhà để chia tài sản và anh chuyển đến chung cư, thế thành ra là chỗ anh không có chỗ để, mặc dù tiếc lắm ấy, nhưng mà anh ấy quyết định là anh bán, thế là tôi phải gạ tôi lấy bằng được, mà mặc dù là giá cao tôi cũng mua lại cái cặp thùng này đó. Thực ra là các bạn lưu ý cho tôi là thùng các bạn đánh giá không cao bằng củ, nhưng thường trong kinh doanh của tôi ấy, thì tôi thấy cụ thùng đánh giá cao hơn củ, vì củ có thể mua dễ hơn thùng. Cái thùng nó quá to, có thể cái thùng này xin bên kia không được, nhưng mà chuyển ở Việt Nam nó mất 1-20 triệu, cái tính thể tích lên 5-6 tạ thôi đôi thùng này đấy, thì rất nhiều tiền đó, đó đó. Thế những cái thùng này ngày xưa đi đường công, đường 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 cam về thì nó mới có giá rẻ đấy, chứ còn bây giờ thì vận chuyển theo bây giờ theo cân bằng đô la thì chắc là không vận chuyển được rồi đó. Thì thế nên là tôi mới nói mãi anh mới để lại. Tại vì là anh chuyển đến chung cư thì nhà anh hay chật, thế thành ra là anh để lại cho cặp thùng này. Về cặp thùng này cơ bản nhé, thì gỗ óc chó zin nguyên bản, zin nguyên bản đó, và chỉ xoa lại một lớp xong đánh vernis lên thôi. Những chỗ nào xước nhé thì xoa lại cho nó mòn đi một tẹo và đánh vernis, chứ không lạng lại gỗ một tẹo nào nhé, không lạng lại gỗ một tẹo nào. Tất cả cái thành này đây, và nhìn cái thành này thì còn rất đẹp. Thành rất đẹp và tất cả là zin hết, lạng lại thôi, chỉ có xoa xoa lại và đánh vernis lên thôi. Chân kể cả đáy, kể cả phần đáy của nó cũng rất đẹp đây. Nóc mà một cái thùng nó cái đặc trưng của cái ván này của nó là rất thơm. Đó. Đó. Rất thơm nhé. Đó. Rất đẹp, các góc cạnh của nó rất đẹp. Nói chung là không có điểm trừ, anh này anh kỹ tính, ngày xưa tôi bán cho anh ấy, cặp này cũng là đẹp. Đó. Đó. Anh chơi mãi xong đến khi anh mới lên A7 thì anh mới cất không cái thùng này đi, và bây giờ anh chuyển nhà thì anh mới nhượng lại. Đấy. Thực ra cái thùng này thì hay hay không hay thì cái Valencia thì nó cũng đã có tên tuổi ở trên thị trường audio rồi. Còn thùng này nếu như các bạn mà có thích yêu đồ này thì để sưu tầm cũng được. Vì cái thùng nó rất hiếm, củ thì có thể gói gọn, nặng lên mấy nặng, nhưng củ nó bé, vận chuyển nó dễ. Còn thùng thì chắc chắn càng ngày càng hiếm, sẽ càng ngày càng hiếm và càng khó khăn hơn. Và đánh về, tôi chuyển hàng về, tôi chỉ chuyển củ là chính, nhưng gần như tôi không chuyển được thùng. Thùng về là tính lỗ, lỗ hết. Đó. Thế về vỏ nó là như vậy, đây là cái đít nữa này, cái đáy của nó cũng vậy nhé, cái đây là cái lưng của nó nhé. Cái lưng của nó vẫn còn hằn nguyên cái lớp mùn cưa ép, cái lốt ván, lớp bột gỗ ép như thế này. Đấy, tem tem Valencia như này. Đấy, tem nó bạc theo thời gian như vậy. Đó. Đấy, cái thùng nó vẫn còn hằn hai mặt, nó hằn cái lớp bột gỗ như này. Chứ còn nếu mà nó sơn lại, đè lên một lớp sơn lâu vào thì lại vứt đi nha, thì nó là sơn lại cái đáy này. Kể cả cái đáy của cái thùng loa cũng vậy. Đây là lưng thùng loa, còn đáy thùng loa phần dưới nó cũng như này. Còn về phần bông nhá, bông thì rất đẹp. Rất gọn gàng mà vuông vắn, đó đó đó. Rất lề lép đó, bông hai cái thì đều như nhau. Đây tôi lật lốt cái này này, bông về phần lưng đấy. Đây và nhìn này, cái bông này đấy, bông đẹp chưa đó 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 đó, đó. Trong thùng này, phía sau trong thùng này, thùng thì Antech vẫn là bông ba mảnh, một mảnh lưng và hai mảnh sườn mảnh đáy. Đó. Bông cũng rất vuông vắn và lề lép. Đó. Đó, bông đáy này
Đấy. Đấy. Bông lưng này là bông ba mảnh. Đấy. Đấy. Nếu như mà muốn cái tiếng nó tĩnh hơn một chút ấy, thì về gắn thêm một miếng bông vào sườn này thì nó tĩnh hơn. Đấy, cái chất âm ngày xưa ấy, thì người ta cần tạo cái tiếng hài âm của thùng, nên thành ra là người ta chỉ làm bông ba mảnh. Đấy, và cái tai bắt của kèn người ta vẫn còn giữ nguyên, ốc ếch này, ốc ốc của bắt kèn vẫn còn nhé. À, nhưng mà ốc bắt bắt củ là không còn, ốc bắt củ người ta lấy người ta bắt sang thùng A7 à, thì là không còn. Ốc bắt củ này thì là thiếu. Rồi phải về tự chế, còn ốc bắt kèn nó dài này, ốc này ốc hiếm này, bắt vào vẫn còn. Đấy mà thùng ngồi nó thơm phức. Đấy là chiếc một, chiếc hai này, đấy bông này. Ừ. Bông vẫn nề nếp vuông vắn như thế này. Vách thùng này. Tai bắt kèn này, tai bắt kèn vẫn còn. Và ốc ốc bắt kèn, ốc dài bắt kèn, ốc của nó rất dài bạn này, ốc của nó dài đến 6-7 phân đấy, ốc này hiếm đấy. Đây này. Đó. Nó dài như vậy như này đấy, vẫn còn zin của nó. Đó. Đó. Còn ốc bắt củ thì là không còn, ốc bắt củ thì người ta lấy người ta dùng vào thùng của người ta rồi. Đó. Còn bông này, bông này, bông sườn này. Sườn nguyên zin. Đó. Rất đẹp. Đấy, phần lưng rất đẹp. Ừ. Và nhìn nào. Đó. 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 Các góc cạnh thì người ta đã làm vuốt vát lại rồi thì rất đẹp, không có chảy chớt gì cả, không có sụn sật, không có lứt vỡ gì cả. Chung là thùng này về chỉ có mua driver, hoặc là để sưu tầm, hoặc mua driver về ghép vào là chơi luôn. Đó. Không chê một điểm nào. Đó, lóc lên cũng phẳng căng, phẳng đét luôn. Đó. Đã đánh vec ni lại, đã lạo qua một lớp nhẹ xong đánh vec ni lại. Đấy. Toàn bộ phần vỏ ốp của nó zin nguyên bản, vỏ lạng nguyên zin nguyên bản, vỏ ốc chó của nó nguyên bản theo củ gốc ngày xưa. Đấy, những cái cặp Valencia này đúng nguyên bản liền nạc của nó trên eBay các bạn tra, có những cặp rất đắt, nó toàn đến 200 triệu, không hiểu tại sao bên Mỹ người ta rất chuộng, người ta bán rất đắt. Đó. Đấy, cặp này thì lắp cho tất cả các loại bát, kể cả các bạn về các bạn đặt cái kèn lên trên nóc kìa, kèn 511 lên trên nóc. Đấy, xong rồi bạn lắp cái kèn mà củ bát 515 vào đây thì ra một cái kiểu chất âm theo kiểu như A5 thu mini mini đấy, hoặc là lắp kèn to hơn nó kèm 8 lỗ cũng được, củ to. Xong rồi đặt về đây thì nhà phòng nhỏ và lắp driver lớn, củ bát 515 kê một cái kệ, kệ khoảng tầm 25 đến 30 phân lên cái chân này, lắp một cặp bát 515 và củ kèn kèn đặt lên nóc, kèn 511 đặt lên nóc, hoặc kèn to đặt lên nóc để lắp củ phải tư inch, nhưng mà chơi theo kiểu A5 mini cũng được, trong phòng cũng được. Mang tính chất lưu giữ thùng này, và nó là thùng zin các bạn nhé, thùng zin hãng của nó thì rất là quý. Hai cái tem của nó có, hai cái tem bắt ở góc này nó có, nhưng tôi chưa dán, mà tôi chưa dán mà nó bong ra, tôi dán vào cái tem vào đây là ok. Đó. Đấy, hôm nay review cho các bạn là một cặp thùng Valencia không có ruột. Đấy. Cặp thùng này thì giá nó cũng là cao đấy, nó tôi bán như này nó phải đúng là 20 triệu thì mới bán được, còn mới mua cũng sát giá này rồi, nên ra là dưới giá 20 triệu thì tôi không bán, tôi cứ để lưu giữ. Còn bạn nào có nhã ý sưu tầm thì liên hệ với tôi nhé, thì tôi ở Hà Nội và tôi đăng bán cái đồ gì Antech ở trên phố mua bán, thì các bạn kéo xuống cái đường link xanh xanh ở dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đang bán cái gì đó, đồ Antech ở trên phố mua bán. Những cái gì còn thì tôi hiện tại đây là ở nhà thì nó sẽ có ở trên phố mua bán, và tôi ở Hà Nội các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video đến phút này, các bạn thấy yêu thích thì các bạn subscribe đăng ký kênh cho mình nhé, để tôi có bài mới thì các bạn có thể xem được luôn kịp thời, em cho vui. Đó, và các bạn có thắc mắc gì hoặc là có câu hỏi gì thì cứ comment ở dưới bài nhé, để tôi trả lời. Tôi trả lời được đến đâu thì tôi trả lời đến đó theo sự hiểu biết, theo kinh nghiệm của tôi. Đó, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm để cùng chơi. Đó, đó.
một cặp thùng tuyệt vời. Đó, đó. Ok, bạn nào cần thì tôi sẽ chụp riêng để tôi sẽ gửi Zalo cho các bạn nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.